Rồi, tới thì chút để làm nhận luôn cho rồi. Đây, cái này là giống như không không có tu tập mà muốn có cái vía máy bay gì trời phải không? Cả tối nay ta mấy đức thầy kêu dẫn nhận giải trẻ để móc về giúp lập hội Long Hoa. Còn tuổi này á là cả đời làm sai rồi, bây giờ cái muốn đi về trời free free ticket. Cái này là muốn free ticket nhận nhỏ nhỏ nè để nó có giúp được hội Long Hoa đúng không? Muốn free ticket hả? Vé máy bay free, vé máy bay free. Thấy như đà Phật khổ thiệt á. Hồi đó giờ ông vừa tu để tới cả tuổi này thôi cũng được. Nó còn nhiều quá thì mình rồi ngồi xuống tiếp. À tự đó mới là không không có phi đúng rồi đó, đại tử đó là độ được nhiều người bắt lắm. Sau này nghe mấy clip nói chuyện á, dân bắt với người mà gọi là con chim cứng đầu á, họ sẽ theo lấy cái microphone nói đàng hoàng rồi á. Thầy kia trước thì ông thầy nói cái câu đó tôi biết đó, trời không có ai con đỡ đầu của tôi gọi đến du du bằng là du bà đứng đài hả, đúng không? Mẹ ở đâu? Mẹ đang ở bên Mỹ còn con ở bên Việt Nam, sao con nghe được? Đúng là bà nội du không có đổi tên, cái tên này đúng là bà nội du rồi, đúng rồi, bà nội du là đi không đổi tên về không đổi họ, quân tử nhất ngôn, cho nên ai cũng nhận được cái. Tại vì đỡ đầu cho mẹ nó, từ mẹ nó sinh ra đó, rồi bây giờ nó kêu bằng ruột, bằng quả dú, đó là công giáo. Nhưng mà khi nói bà ngoại dưới nói chuyện gì á, nó có la bà ngoại dưới không? Không, nó không la gì mà. Không à. Trời, bà ngoại dưới như đại á. Tưởng nào nó bữa ngoại dưới bị trúng thuốc gì á, tự nhiên á, đạo ông giáo là thành theo đạo ông trời. Theo con của ông trời là con chúa xưa con ông trời không? Tự nhiên giờ nhảy qua đi làm con của ông trời. Lên nấc, lên lót. Vậy thì không bị la là phước rồi. Hồi nãy có mấy chị hỏi rằng là hồi nãy thầy Kiệt cầm cái ấn nó làm cái gì nên là cái ấn đó là coi như là thần khí quân tên ở trong đó để đóng dấu một người mình, đó là thần khí Chúa đã sai cái lệnh bài hả? Cái lệnh bài gọi là kim, cái đó là kim 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 bài thánh lệnh của cha cho. Nó có thần khí của ơn trên. Dĩ nhiên có bằng trai ta của cha đặt vô là nó có linh điển, có điển trọng không thôi là cũng là ba ba lượng vàng nấu lại thôi. Nhưng mà của cha để ta vô nó có cái hiệu lực. Cái hiệu lực để mà triệu tập bên cõi vô hình đó phải không? Hiệu triệu bên cõi vô hình. Thì cô mọi từ nơi đó là thần khí. Thần khí của ơn trên. Ví dụ như bữa nào mình muốn một lượt một hết mấy đại ca, bởi là mấy mấy đại ca mà lì á, cái mình lập một cái đàn không trên núi Thiên Long Sơn, cái mình đem lệnh bài đó ra, đem ngọc ấn thì có ngọc ấn bằng cẩm thạch mà ấn vô Thiện Thái Hoàng Thiên á, để đó rồi đem ra hết tất cả cờ rồi luôn bộ đồ nghề mà mấy vị kêu để mà hiệu triệu khi mà có chuyện lớn, khấn 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 tất cả đảng viên của Trung Cộng ngày mai hết, y như 500 con dịch vậy đó, thế mà làm cái đó mình bị nghiệp nặng lắm, cho nên nếu mà làm đó là phải tái sanh lên ít nhất cũng vài chục lần á để trả cái nghiệp, cho nên giờ mình đi cái nước nhẹ nhàng đúng không, thanh lọc đó, đó còn đủ kiểu á, kiểu đó là kiểu lẹ nhất. Như chú như chú Kiệt thứ nhất á, bây giờ chú Kiệt con nó thành ra nó phải đau khổ lắm á, không có đơn giản đâu. Không sao vậy, khi mà người ta kêu rằng là ở bên trên mà người ta mặc khải cho một người nào đó để làm những chuyện ở bên trên, cái người nó chằn vật mất mệt mỏi, không có đơn giản như chú Kiệt nói đâu. Người nó chằn vật nó chuyện gì mà không đúng rồi. Đâu có tội đâu,
chỉ bị cha bắt đi gọi là nhập thất á, hồi xưa bị phạt hoài, mấy gì cũng phạt hoài. Bộ tôi đau lắm, tôi mỗi lần tôi nốt. Có bữa nào mà đi tiệc tùng đám cưới rồi á, cái mình muốn dây viên với mấy thằng đại gia không, mà uống chừng nửa cốc bồ chát mà nó nóng cái lần cái này hoàng cung này là tối về thôi á, chết luôn á. À, ừ ấm không? Bị mệt luôn á. Thấy cho các chuyện nghe chưa, hồi nãy tôi nói đúng hay sai không? Mà mấy chuyện đó là chuyện bình thường của những người mà gọi là nửa nửa, mình thuộc diện nửa nửa, mà không phải nửa nửa kiểu kia nha. Nửa thế gian, nửa xuất thế gian. Bữa nay có chuyện gì chia sẻ không vậy? Con chiên có gì kể cho bà con nghe đi, trên online nè. Có chuyện nghe đâu, hồi nãy ông nhà tôi nói là thằng Putin nha, nó bày cho nó tôi nhà tôi nói cho ông rồi ông không nghe, ông đem mỗi sinh phụ chỉ các anh thì nói chứ Putin bị bệnh nặng lắm, bác sĩ vào khám rồi nhưng mà anh ta bệnh không có chữa được anh ta đâu, tại vì anh ta bị cái lặng của cái thần kinh đó, bị cái ngã anh ta tham đó. Thì bệnh khỏi rồi, cả Biden á, đúng ra là cũng cũng bị ẹt cũng cả năm rồi đó, nhưng mà quý vị phải gán níu kéo cho Biden, gán có sức để mà cầu què cầu quạt kiểu như vậy đó, té cầu thang máy bay rồi chơi phải không? Không, lý do nó có lý do, tại vì lúc mà kiệt họp bên về chính trị, mấy ông hồn miên trong núi á, mấy ông phân tích về chính trị, mấy ông nói á, ngài nghĩ coi. Biden á mà xuống chức là dễ ợt, nhưng mà ai là người ai thế mới là quan trọng. Cái mà lúc đó mình mới giật mình, chết cha đúng rồi ha. Chẳng lẽ bà Ấn Độ lên ai thế thì nước Mỹ nó loạn liền á. Cho nên cái thế cờ á mà của bà trên đi rất là cao siêu. Không phải bà Putin chết hay là Tập Cận Bình quảnh hay là cái gì, nó đi theo một cái gọi là đồng bộ, một cái trục quay như nè, nó sập cái sập hết. Đúng như ví dụ như một cái building ở trên Las Vegas, kế bên cách chừng 50 thước cũng có một cái building 100 tầng lầu, bên đây 100 tầng lầu, mà này nó cũng sập xuống thì nó phải nổ cái răm nó rớt xuống vậy đó. Thì cả cái thể chế gọi là thể chế ác đó, vô thần cộng sản á, khi nó đi nó cũng đi như vậy. Cho nên cái này kiểu đã nói cách đây hàng 4-5 năm rồi mà chưa ai dám nói cái này. Cả ngày hôm nay cũng vậy, có nhiều người cũng nhớ thông tin nó sẽ đi như vậy. Thượng Đế đâu có rảnh đâu mà cứ lo trái đất nào, ở ngoài kia có 3.000 trái đất. Chỉ có một cái khác là những cái nước mà độc tài á, mấy vị nói á, sau này á, họ gọi là lon lì cô đơn á, rồi tự động họ thay đổi từ từ. Nhưng mà cái chính á, là Trung Cộng với Nga, hai thằng điên lượt á. Trên bữa nay nãy đệ tử này nói là nó hợp nhau phải không, rồi hợp đi là nó có cái bắt tay sau lưng á, nói tao bển á, tao đánh Đài Loan, mày bên đây mày đánh một lượt, mình chết là phải chết anh hùng, chúng ta là anh em nhau. Nghe Putin nó Tập Trung Bình nói chuyện, mình giả bộ Tập Trung Bình. Chúng ta anh em nhau, chết chết chung, dân chơi là chơi tới cùng, đánh 1-2-3 hội đồng. Đó là chồng trí. Thì chồng kia chọi với đồng minh mà. Cuối cùng ông Giảng Trình vẫn là người đúng nhất. À, ông Giảng Trình mình hồi xưa cả đây 400-500 năm, mình đâu bây giờ mình nghĩ có NATO đâu. NATO mới là lập sau khi đệ nhị thế chiến đúng không? Chục là chỉ có anh Tập, anh Putin, anh Uẩn với anh với Bác Trọng là chục đúng không? Với Fidel Castro là trục, đại khái có 3-4 cái trục thôi. Còn đồng minh quá trời luôn, đồng minh là nguyên khối Âu Châu. Cuối cùng rồi á, Thượng Đế sẽ thắng. Chỉ có con người mình cờ tàn mà lại tính đường đẩy xe.